Chỉ sau hơn 2 tuần lắp đặt, những mắt thần camera an ninh trên địa bàn thị trấn Lang Chánh đã phát huy hiệu quả, thực sự là tai mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng công an, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư. Thị trấn Lang Chánh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện, tập trung đông dân cư sinh sống, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, thị trấn Lang Chánh triển khai lắp đặt 23 camera tại các ngã ba, ngã tư, các tuyến đường trên địa bàn, điểm đen giao thông với tổng kinh phí trên 130 triệu đồng. Tất cả dữ liệu từ các camera này sẽ được truyền trực tiếp qua hệ thống máy chủ đặt tại trụ sở làm việc của công an thị trấn. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được lực lượng công an thị trấn tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời. Trong vòng hơn 2 tuần, nhờ hệ thống camera an ninh, công an thị trấn đã phát hiện một người dân đổ rác sai quy định. Từ đó tiến hành lập biên bản chuyển thị trấn ra quyết định xử phạt theo quy định. Mức xử phạt vi phạm từ 1 đến 2 triệu đồng. Được biết, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, với hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị, hoặc hệ thống thoát nước mặt đổ nước thải không đúng quy định sẽ bị xử phạt theo nghị định số 45, mức xử phạt lên tới 4 triệu đồng. Thiếu tá Lê Văn Quyết, trưởng Công an thị trấn Lang Chánh cho biết, tuy mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn, nhưng mô hình camera giám sát an ninh cho phát huy tác dụng, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn so với cùng kỳ, so với tháng trước giảm rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự ổn định hơn, hệ thống camera đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Bên cạnh việc lắp đặt các camera trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, công an thị trấn sẽ vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân tự lắp camera giám sát hướng ra đường để tăng độ bao phủ của hệ thống camera hiện có trên địa bàn, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc khi cần thiết. Có thể nói, mô hình camera an ninh trên địa bàn thị trấn Lang Chánh đã và đang phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.